run là serve, serve có nghĩa là phục vụ. Chúng ta sẽ đợi một chút để máy build project cho chúng ta. Chúng ta sẽ vào trình duyệt và gõ localhost 4200. Angular lấy cổng mặc định là 4200. Ra được màn hình này là các bạn đã cài đặt và tạo mới một project thành công. Để cài Angular thì chúng ta cần cài đặt Node.js, Angular CLI và một IDE bất kỳ. Và trong video tôi sẽ cài Visual Studio Code. Để cài Angular trên Win 7 thì Node.js phải ở bản 13 hoặc nhỏ hơn. Xin chào Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài Node.js và các công cụ liên quan để có thể học lập trình Angular trên Win 7. Đây, nếu chưa không phải Win 7, các bạn có thể cài bản Latitude. Còn nếu như các bạn chạy Windows 7 thì chúng ta phải cài đặt Node.js phiên bản 13 trở xuống. Đây là phần download của Node.js. Chúng ta sẽ xuống phần previous release để download các phiên bản cũ hơn. Đây, previous release đây. Chúng ta sẽ nhấn vào Node.js 13.x. Ở phần này thì tùy thuộc Windows 7 của các bạn. Nếu các bạn là Windows 32 bit thì nhấn vào 6x68, còn nếu là 64 như tôi thì sẽ đào về là x64. Khi đào về thì các bạn nhấn install rồi cứ next next next. Do tôi đã cài đặt Node.js phiên bản 13 chấm rồi nên ở đây tôi sẽ cancel lại thôi. Còn các bạn thì next sẽ hiện lên và các bạn cứ next 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 đến khi hoàn thành. Sau khi download Node.js thì các bạn cần Visual Studio Code. Chúng ta sẽ nhấn vào download Visual Studio Code. Và để tương thích với bản Node.js 13 thì Angular CLI cũng phải là phiên bản 11 hoặc nhỏ hơn. Còn IDE thì Visual Studio Code có thể tải version bất kỳ. Sau khi đợi download thì chúng ta sẽ mở CMD và chạy. Hãy vào trang chủ của Angular để có thể copy câu lệnh và chạy luôn. Trước khi cài đặt Angular thì chúng ta hãy kiểm tra xem Node.js đã cài chưa. Đây, Node.js đã cài rồi, phiên bản 6.14.1. chúng ta vào Google gõ Angular, nhấn vào link đầu tiên là trang chủ của Angular. Chúng ta đến phần doc, getting started, setup. Chúng ta sẽ kéo xuống sẽ có câu lệnh. Đây, các bạn có thể thấy là có câu lệnh cài Angular CLI CLI. Các bạn sẽ có npm install cách trừ g cách a cộng CLI gạch chéo CLI trừ g, có nghĩa là global, tức là sẽ cài đặt Node.js ở tất cả các ổ của các bạn. Nếu như các bạn chỉ muốn cài đặt trên mình ổ D như tôi thì bỏ G đi. Đợi Enter và đợi. Việc cài đặt sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta hãy đợi thôi. Sau khi cài xong nó sẽ hiện
Angular phiên bản Nhưng nếu các bạn đang sử dụng Win 7 thì chúng ta phải cài Angular CLI phiên bản 11 chấm trở xuống. Tôi sẽ chạy uninstall. Nếu các bạn sử dụng Windows 10 trở lên thì các bạn muốn cài đặt phiên bản mới nhất thì có thể chạy nvm install trừ g angular-cli-lattice là sẽ cài được phiên bản mới nhất. Các bạn sẽ thấy là phiên bản mới nhất đã được cài đặt. Node.js version 13 chấm. Do chúng ta cài bản 13 chấm để tương thích phiên 7 nên Angular cũng phải cài phiên bản 11 trở xuống. Chúng ta sẽ phải cài đặt phiên bản nhỏ hơn 11.0.0. Máy của chúng ta sẽ rollback lại version nhỏ hơn. Như vậy là đã cài xong Angular CLI 11 chấm. Chúng ta sẽ có kiểm tra version là ng--version. Đấy, các bạn có thể thấy là đã cài thành công CLI Node.js npm. Tiếp đến ta sẽ chạy câu lệnh tạo mới project. Trước khi vào tạo project thì chúng ta sẽ chạy phần cài đặt của Visual Studio Code. Chúng ta cứ next thôi. Tất cả để mặc định cho dễ dàng. Sau khi cài xong thì các bạn chạy lên luôn. Chúng ta sẽ chạy lệnh command line ở trên terminal của Visual Studio Code luôn để tạo mới một project. Mình sẽ cd ra ngoài nơi cần tạo project và chạy có lệnh ng cách new tên của project. Tôi sẽ đặt tên của project là first app, enter. Máy sẽ hỏi chúng ta có cài đặt routing không? Không. CSS nào? Chúng ta sẽ chọn CSS. CSS nó rất quen thuộc với các lập trình viên nên ta sẽ chọn tùy chọn này. Lập trình viên. Như vậy là đã cài xong, chúng ta sẽ mở project của chúng ta trên Visual Studio Code. Chúng ta sẽ mở lại terminal ở trong này. Là chạy lệnh để build và run app serve có nghĩa là phục vụ. Các bạn có thể dùng thêm là --open thì sau khi build xong thì project của chúng ta sẽ chạy mặc định ở trên trình duyệt web mặc định luôn. Thôi thì thường không thích tùy chọn này, chúng ta sẽ đợi một chút để máy build project cho chúng ta. Chúng ta sẽ vào trình duyệt và gõ localhost 4200. Angular lấy cổng mặc định là 4200. Ra được màn hình này là các bạn đã cài đặt và tạo mới một project thành công. Chúng ta sẽ bỏ code mặc định của Angular thay vào bằng code của chúng ta. Thay vì gõ hello world, tôi sẽ gõ là xin chào Việt Nam cho nó thân thuộc với Việt Nam. Như vậy là việc cài đặt và chạy thử Angular trên Win 7 đã. Xin chào và hẹn gặp.
Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.